nhắn tin. Rồi, và hello. Xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại cái channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái clip của ngày hôm nay đây. Ok. Chẳng là trận này thì mình định là đi solo squad cơ. Ồ, người này. Hello bác tài. Ui, nhảy xuống trọng. Nhảy xuống sau này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Nó lại là đông vãi cả đái anh em ơi. Uầy. Ui. Nó chạy nhu nhặng này. Từ từ mình xử xong bọn này thì mình sẽ giới thiệu tiếp. Này đó này. Ui. Này bắn này. Ui trời ơi ba cháu. Ý. Thò ra không bắn. À. Thò ra không bắn. Đến lúc người ta chạy vào rồi thì mới bắn à. À. Cởi chuồng à. Quần áo đâu? Hello bác tài. Hello bác tài. Ôi trời ơi, đang cứu đồng đội này. Này đang cứu đồng đội này. Quá đông anh em ơi, quá nhiều tiếng chân. Ui. Từ bác ơi, em nhặt cây thông sơn. Bác ơi, em nhặt cây thông sơn. Ui giời ơi, sọc một tim. Ui giời ơi, anh em có nghe thấy tiếng nó bắn không? Như kiểu là pháo rang vậy. Đây. Còn có một tiếng chân đang sang cứu đồng đội. Đâu rồi? Hello. Úi, cái gì đây? Úi, tấm mặt. Úi dồi ôi, bạn ơi. Chỗ này không phải chỗ chơi. Tay không bắt giặc. Làm gì có. Thế mà nó cũng đấm mình được một cái anh em ạ. Uầy, đồng vai đái. Nhảy xuống cái, bú luôn 6 mạng. Uầy, thơm ba là. Thì ngày hôm nay thì mình định đi solo squad cơ. Nhưng mà mình bấm nhầm vào trận. Thế là Úi cái gì đây? Úi cái gì đây? Anh đi bắn gì? Căng thế. Lại thêm một tí. Thì mình định đi solo squad. Nhưng mà mình vào nhầm trận. Thế là mình có ghép auto ngẫu nhiên luôn. Thế nhưng mà mình cũng bắn luôn anh em ạ. Thì cũng mời invite các bạn ấy nhảy hết vào cảng thôi. Nhưng mà trận này hơi đen là các bạn ấy không dùng mic rồi. Từ lẽ giờ ui một thành niên ra đi rồi. Một cháu không dùng à quên mất. Các bạn ấy không dùng mic, nhầm. Nên là thôi, cũng chơi tạm anh em ạ. Coi như là gọi. Úi giời ơi. Coi như là kéo các bạn ấy để xem là có lấy được cái top 1 cho các bạn ấy hay không. Đi. Mình lốc một rồi. Úi, lại có một cháu. Công luôn. Đâu rồi? Đây này, ngay cạnh này. Ngay cạnh này. Úi giời ơi. Duy Dân ạ. Đi đây. Thanh niên nào mở mic tổng. Mở mic tổng y ra ma, y ra mổ này. Ba cháu. Quá thơm, quá ngon. Úi, đáp cái gì vậy? Có vẫn còn tiếng. Đây rồi, thằng đồng đội cuối cùng của cái team này. Isama. Lấp vào được rồi. Đứng đấy. Hello baby. Cưng trốn đâu rồi? Mày không chạy được đâu con trai à? To be con blue. Đâu rồi? Hello. À, trong thùng à? Ngồi trong hang đá này. Này ngồi trong hang đá này. Và rồi bạn ấy đã ra đi. Quá dễ anh em ạ. Ui 11 kill. Không biết là đã hết người chưa. Thì trận này thì mình sẽ cố gắng coi như là một trận chơi cùng với người lạ đi. Thì mình sẽ cố gắng kéo bạn các bạn ấy về top 1. Mình có vào cái nick Yến Nhi này để mình làm. Tại vì chơi những cái nick kia nó thỉnh thoảng hay bị người ta phát hiện. Nó cũng không được vui vẻ cho lắm. Nên là mình vào được những cái. Bây giờ thì mình sẽ vào cái nick Yến Nhi để làm clip thường xuyên cho anh em xem. Mình sẽ solo squad ở cái nick này.
cho nó dễ. Này x4 này cậu, lấy đi. Bây giờ ô cái gì ở đâu đây? À trên tảng giáo kìa. Bắn à nhoi cái đầu à nhoi à, nào nhoi đi, nhoi cái đầu này. Ui rồi ôi bố ơi, không có mũ. Ui giời ơi, easy vậy là clear. Ui dễ vậy, xong phim của Đức à? Ơ cái gì đây, cái gì đây? Ui người vẫn là người. Ôi vẫn còn anh em ơi, định mệnh đồng thế. Mình sẽ vòng cái đường này, vòng cái đường này để sang hẳn cái đầu nhà kho bên này. Ôi chỉ là một con boss thôi, trong này mới đã người này. Hello bác tài, hello anh Duy ơi. Duy ơi, bạn của anh đâu? Hello anh. Ủa ôi nút ở đâu vậy? M4 này, lấy cây mà búng bắn cho nó phê, bắn cho nó phê anh em ạ. Thế nhô đồng đội đâu ta, sao lại nằm ôm bụng mà lại không ra cứu thế này, đồng đội như quần què. Thôi mình lên cái đàn giáo này mình bú xác của thành niên. Uầy bắn kìa, bắn đâu vậy? Đồng đội à? Hello. Thôi từ từ đã anh em ạ, loot đã. Đây rồi. Ôi đồng đội của mình giết nó rồi. Á uầy cốp 6 này. Ok mình sẽ đổi SKS 7 cho nó sướng. Thảo nào bố ấy cầm scope, bố ấy cầm scope to à? Hay là bố ấy đứng trên bố bắn xuống. Ôi trời rồi xong. Ui rồi ôi may thế, định mệnh. Ủa mình tưởng nhảy trên từ trên đấy xuống là đốc luôn chứ, nhưng mà không, may quá còn cái first cuối cùng. Thơm rồi. Bây giờ combo của chúng ta là M4 X6 và SKS X4 X6 luôn đi. Bây giờ thì mình sẽ từ từ đã, mình sẽ check lại một vòng ở trong cái khu cảng này để xem là còn người hay không đây. Uầy 14 kill rồi, xịn VL anh em ạ. Gần như là một mình giết hết, người lạ của mình không làm được cái quần què gì cả. Ở trong này thì chỉ có một bạn còn sống thôi, còn thanh niên số 4 thì tách đoàn để nhảy chung, à nhảy riêng rồi. Ra cái xác này xem còn gì. Mình thấy khá là trống vắng rồi, chắc hết rồi. Ok, chắc là mình cũng lút qua loa và té thôi. Ôi, ai FK này, ở định mệnh. Ôi, thôi. Ok, thì mình sẽ lút qua và té thôi anh em ạ. Let's go. Lút qua loa một tí đã, để xem là có cái phần thưởng dành cho người chiến thắng hay không đây. Mình nghĩ là không rồi, mình nút lẫy giờ mà. Đi thôi đi thôi. Let's go nào. Mình sẽ lút qua lút cái này. Mà thôi đi luôn đi anh em ơi. Ok lên xe nào. Đây có một cháu này, thơm thế nhở. Đang yên đang nành lại ngon. Ok té thôi cậu ơi. Let's go. Xem cái thính nó rơi ở đâu nào. Thả đi. À đây rồi, thính đây rồi. Mình phải vòng lên bằng cái đường này thôi. Ôi có tiếng xe có. Ôi rách tiếng coi. Ui nó chạy mất rồi. Đuổi. Nó dừng rồi các cậu ơi. Bắn bỏ mẹ đi. Nào. Ui. Căng này, căng này đù căng ấy ấy. Úi áo căng nhá,
công lên à? Ui bạn, các bạn sai rồi. Các bạn sai rồi, một cháu. Các bạn quá sai rồi. Nào. Các bạn sai rồi. Quá sai luôn. Hai thằng rồi, hai thằng rồi. Gạt luôn hộ bình cái. Dám lao nhau pháo ăn tiền. Lao nhau, lao nhau. Ui yếu lắm rồi. Công lên, công lên, công lên, công lên. Nó yếu lắm luôn. Láo nháo à? Láo nháo pháo ăn xe à? Láo nháo này. Láo nháo này. Clear. Ủa? Ô, mình phải clear chứ nhở? Chưa clear. Vẫn còn một cháu. Đẩy luôn. Yếu rồi, yếu rồi. Các cậu ơi, đẩy lên đi nào. Ui, 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 gì đây? À, láo, láo nháo này. Ui, ui, ui. Enemy cái thanh niên này là cái thanh niên đi cái xe, à đi cái xe lồ vừa lấy đây anh em, rồi xong luôn, chết rồi. Thanh niên còn lại đã bị đồng đội của mình băm rồi. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, nhanh nhanh nhanh, mình chở ra nút đồ anh lên. Số 4, tốc độ, tốc độ, thao tác quân đội xem nào. Alo, hello baby, lên xe đi cha nội, ngắm nghía cái gì. Trời ơi, có muốn đi nút đồ hay không đây? Nhanh chóng nào. Đây, 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 đây. Mình ship các bạn tới chỗ gọi là giàu có nhất ở trong cái khu này rồi. Là đây chứ đâu. Đấy, nút đây. Đâu rồi, xác của mấy cái thằng này ở đâu rồi? Đâu rồi? Ủa? Nó vừa chạy đến cái đầu này, ở đây có mấy cái xác mà ta? À đây có một cái. Ui, 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 gật này. Ai cũng nghèo, mình cũng nghèo. Người đó cũng là mình anh em ạ. Kiếm thêm ít đạn, ít đồ. Con này không có bình nước nào nhở? Đâu rồi? Một đây có một bình định mệnh. Bọn này từ đâu phi tới mà mang được có một bình nước vậy? Hơi vô lý. Nhặt người ta phải đi shipper, người ta phải ship nó giàu có vào chứ. Cái mẹ nghèo như vậy thì ai chơi. Đến xe nào. Nào 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 nào. Chúng ta cùng đi chơi tiếp nào. Ui có xe chạy. Ô oh, cái gì đây? Đi đâu vậy? Ui, ui xe tué tung tué đây này. Có mấy thằng vậy? Thôi ta 10 tỷ. Hello, anh gì ơi? À, này thì đứng, 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 đứng hai viên. Đồng đội của mình lốc được một thanh niên rồi. Hello. Ở đây hình như mình thấy hai thằng chứ nhở? Có một thằng ở sau cái xe nữa thì phải. Bỏ, bỏ, bỏ này. Gạt luôn cho nó được việc anh em ạ. Nằm sau xe này. Nào 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 nào, lên xe, lên Let's xe, lên go. Xe. Công luôn, công luôn. Nào, nhanh chóng nào. Tác phong quân đội nào. Let's go. Nhanh lên. Người lạ ơi. Ôi giời ơi, bố ơi. Nhanh lên. Cùng con cái nào. Đây rồi. Công luôn này. Có một thanh niên ở sau cái đồi này. Hello. Hết nhờ bắt. À, quăng bom mà. Đâu rồi. Hê nhờ bắt tài. Ui, không thấy rồi. Đâu rồi. Ủa, bắt tài chạy đâu ta? Con nai vàng ngơ ngác. À chạy, 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 chạy. Ui rồi ôi. Lại lại này 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 thì chạy này giấy nó lại cứ gọi là easy. Ok, đi sẵn tiếp nào. Lên nào, lên nào. Đi nào. Nào. Có khi ôi có cái đầu kìa. Ôi, có người, có người, có người. Có bao giờ anh nhớ nhớ về em như ngày xưa. Tê đê đê. À ha, vẫn nằm mà thòi nhoi cái đầu lên à. Nào nhoi lên 10 tỷ. Nào. Rồi 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 rồi. Ừ, nó thụt vào rồi. 10 tỷ. À, cho bạn quả lên. Cho bạn quả bom này. Bye lô. Thêm quả nữa này. Chết chưa. Bay mất. Ui, xịt rồi. Quả này chính xác này. Quả này thì là mất xác luôn này. Này.
xác này. Ui nó đâu rồi? Chạy đâu rồi ta? Được rồi, mày nằm ở trên đấy đúng không? À, mày nằm à? Mày nằm đâu rồi? Ui nó đâu rồi? Ôi định mệnh ăn quả bom của đồng đội. Trời ạ. À, trong sờ mốc à? Lại một thanh niên dùng ảo thuật à? Ảo thuật là cưng. Định tẩu thoát à? Làm gì có vụ đấy. Đâu rồi? Vừa bạn mới làm ở trên này cơ mà. Đâu rồi? Vừa mới phơi nắng ở đây cơ mà. Đi đâu mất tiêu rồi? Hello bác tài. Ủa? Không thấy. Nghe là chạy nhanh thế nhở? Con trai của The Flash à? Định mệnh vừa thấy ở trên xong mà. Đi đâu mà nhanh vậy? Được rồi, để mình xuống lấy xe. Let's go. Đi lùa nó này. Đi lùa vịt này các cậu. Let's go. Let's go. Mau lên. Đi lùa nó này. Chắc ở dưới biển biển mà thôi. Hello. Đâu rồi, mình nói thật với bạn luôn. Bạn còn một mình thì bạn ra mẹ đi. Một mình giết cái xong luôn, bạn ra chơi trận mới. Có phải là hợp lý không? Đôi bên cùng vui, cả nhà cùng vui. Mà sao không thấy nó ta? Vậy là chắc ở trong đây rồi. Xuống. Trong này. Hello. Ui không có. Nó chạy đâu mà nhanh vậy? Định mệnh. Con trai của The Flash rồi. Nó chạy đâu mà nhanh thế nhở? Kinh thế nhở? Chạy nhanh thế nhở? Mệnh nó. Let's go. Mất hình luôn. Nào lên xe nào. Ồ, mình vẫn trong bo này. Bo xịn. Thôi từ từ, mình trong bo. Mình trong bo các cậu ơi, cứ bình tĩnh. Tầm này là không thể chết được, mình đang nhiều kill. Trời ơi, tận 20 kill lận. Bây giờ mà chết là đúng là phí một gọi là một cuộc đời đấy. Thanh niên mà trốn đây thì chắc là quanh quẩn ở đâu đây thôi. Nên là cứ phải chọn những cái chỗ an toàn anh em ạ. Đấy. Từ đầu trận đến cuối trận là người lạ của chúng ta enemy không có bỏ mic. Enemy giờ hẹt cái gì vậy? Trận này thì như mình đã nói từ đầu, mình đang định đi solo sở quát cơ. Enemy mà thôi. Trận này thì xem, mình nghĩ là 96.69% là lấy được top 1 rồi. Lại bắn nhau kìa. Lên xe. Công luôn qua đấy. Nào lên xe đâu mấy anh trai. Ui còn nghiêng bắn cái gì, nhanh nào. Nhanh lên. Ui bị bắn rồi kìa. Lên xe mau lên. Trời ơi ông ơi. Ui định mệnh. Thôi được rồi. Dừng xuống tỉa bọn này luôn này. Đâu rồi? Bắn ở đâu vậy? À hòn đá à. Nào thò ra. 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ luôn. Định mệnh. Công luôn. Anh. À còn lợn này. À mày căng này. Được rồi. Công luôn. Mình bơm xong cái phớt là đi luôn này các cậu. Lên xe. Let's go. Nào, ui giời ơi, lên xe nào. Lên he. Chơi tới bến với nó luôn. Khô máu. Tao là linh xe ôm. Đàn em của ai đấy thì mình không có biết, nhưng mà mày động phải tao là mày sai rồi. Cuộc đời mày sẽ bế tắc đây. Bây giờ là cuộc đời mày cuộc đời của mày đã chấm dứt ở đây rồi. À vẫn sau đá à. Nào sau đá đúng không? Sau đá này. Ui VDS định mệnh ở đâu vậy? Ui đừng anh ơi. Ui em xin lỗi anh ơi. Ui may quá. Cứu. Help. Help. Lốc một rồi. Cứu mình.
Ui còn nghiêng cái gì? Cứu đi, cứu đi, cứu đi. Nó còn hai thằng ở đấy thôi, một thằng ở quanh đấy thì phải. Mày chết rồi. Ui giời ơi. Vậy là đồng đội của mình đã ú luôn cái mạng cuối cùng rồi. Quá là thơm ngon. Ok, vậy là mình cũng vừa hoàn thành xong một cái trận đấu top 1, mang đến cho anh em một cái trận đấu khá là siêu phẩm khi mà có tới 21 kill và kéo được cả hai người làm được top 1 rồi. Anh em nào lấy thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình và hóng những cái tập clip tiếp theo của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại.